Sáng ngày 18 tháng 2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã chỉ đạo Công an huyện Bá Thước xử lý nghiêm người phụ nữ có hành vi chống người thi hành công vụ, đòi hôn cảnh sát giao thông cho đến chết xảy ra tại thị trấn Cành Nang, huyện Bá Thước ngày 16 tháng 2. Theo Công an huyện Bá Thước, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 16 tháng 2, tại km 95 cộng 100 trên quốc lộ 217, tổ công tác cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Bá Thước gồm 6 cán bộ chiến sĩ do đại úy Bùi Tuấn Quý làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông. Tổ công tác phát hiện Nguyễn Thị Ngọc Lan, 25 tuổi, ngụ thị trấn Canh An, huyện Bá Thước, điều khiển xe máy có hành vi không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe, thông báo cho chị Lan biết lỗi vi phạm và lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định. Trong khi đại úy quý lập biên bản, bà Nguyễn Thị Ngân, 44 tuổi, cùng ở thị trấn Canh Nang, là mẹ chồng của chị Lan, đến xin tổ công tác không lập biên bản vi phạm hành chính đối với Lan. Tổ công tác không đồng ý nên bà Ngân đã có hành vi giật vò nát biên bản vi phạm hành chính, chửi bới cảnh sát giao thông, mặc dù tổ công tác nhiều lần nhắc nhở yêu cầu dừng các hành động cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ nhưng bà ngân không những không chấp hành mà còn liên tiếp chửi bới dùng tay đánh cảnh sát buộc lực lượng chức năng phải khống chế bà ngân sau khi bị khống chế bà ngân vẫn tiếp tục có những hành động dung tục áp sát lăng mạ xúc phạm cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tổ công tác đã lập biên bản đối với bà ngân về hành vi chống người thi hành công vụ bàn giao hồ sơ tài liệu đối tượng cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bá thước xử lý cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bá thước đã ra quyết định tạm giữ hình sự bà ngân phối hợp với viện kiểm sát cung cấp củng cố tài liệu chứng cứ để khởi tố vụ án khởi tố bị can xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật